Theo dự báo, từ nay đến ngày 20 tháng 8, dự báo có khoảng 1 đến 2 cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão hoạt động trên Biển Đông. Mưa sẽ tập trung nhiều trong khoảng nửa đầu tháng 8 năm 2023 tại khu vực Bắc Bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, nắng nóng có khả năng xuất hiện trong những ngày cuối tháng 7 và tiếp tục còn xuất hiện đan xen với các đợt mưa trong tháng 8 tại các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Riêng khu vực Trung Bộ có thể xảy ra những ngày có nắng nóng cay cắt trong thời kỳ dự báo. Theo đó, nhiệt độ trung bình thời kỳ từ 21 tháng 7 đến 20 tháng 8 tại Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C. Các khu vực khác phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng 0,5 độ C. Trong thời kỳ dự báo, tổng lượng mưa tại vùng núi và trung du Bắc Bộ, khu vực Trung Bộ phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Khu vực Đồng Bằng, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, từ 5 đến 20%. Đáng chú ý, trong giai đoạn từ 21 tháng 7 đến 20 tháng 8, dự báo có khoảng 1 đến 2 cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão hoạt động trên Biển Đông. Do tác động của nắng nóng, tập trung nhiều ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, đặc biệt ở khu vực miền Trung. Hiện tượng mưa rông lốc xét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại khu vực Bắc Bộ, mưa sẽ tập trung nhiều trong khoảng nửa đầu tháng 8 năm 2023.